Dạ, tôi xin chào ông bà cô chú anh chị em. Dạ, hôm nay thì ngày mùng 2 tháng 1 đầu năm, đầu tháng nha bà cô chú. Thì có thể là tăng lắm cái hai xe hàng này nữa thì chắc có thể là tăng nghỉ. Tại vì cửa khẩu vậy mà cô chú biết rồi, là ngày 14 tới đây thì sẽ là đóng cửa khẩu rồi. Thì vừa rồi Tăng cũng có nói nhưng mà cô chú là Tăng đã mua khoảng tầm khoảng 100-200 tấn nữa là Tăng sẽ nghỉ đó. Thì hôm nay là ngày Tăng làm cái xe hàng này, tìm hai cái xe hàng này là xe hàng đất điểm cuối cùng. Hiện tại thì nó nên làm năm nay thì Tăng sẽ nghỉ trước sớm một chút. Còn khi mà ra năm á thì không biết chừng nào Tăng đóng lại. Thì tới lúc đó thì Tăng sẽ thông báo trên kênh của Tăng và thông báo tất cả các những lúc khác nữa đúng. Thì Tăng cũng mong là bà con mình một năm nay thì thật sự là con trồng mít thì nói chung là cũng rất là giá cả năm nay không có, năm ra là Tăng rất là buồn và con cũng vậy. Thì Tăng cũng cầu mong là qua năm sau bệnh dịch nó ổn định, nói chung là nó sẽ mít mình có giá lại ha bà con đó. Thì Tăng cũng mong bà cô chú và anh chị em xem trên cái kênh của Tăng và cố gắng đăng ký kênh của Tăng để Tăng sẽ up clip lên chia sẻ với bà con mình trong cái ngành mít và những cái công việc khác, để bà con không đăng ký thì sẽ bỏ lỡ cái clip của Tăng ha. Đó thì Tăng sẽ chủ yếu là Tăng sẽ chia sẻ về cái thị trường mít và những cái thị trường khác. Sắp tới thì Tăng nghĩ thì Tăng sẽ chia sẻ với bà con mình, có thể là Tăng sẽ chia sẻ với bà con mình trên những cái chợ đầu mối đó. Thì Tăng không biết những cái vựa khác còn làm hay không. Thì nếu mà vựa khác còn làm thì bà con cố gắng lại mà giải quyết từ đây tới Tết cho hết bà con. Thì Tăng chặt hàng chợ đó, thì Tăng sẽ cố gắng để mà Tăng mua cho bà con mình tới hai mấy Tết. Còn cái về cái mít bột đỏ thì Tăng vẫn mua tới giáp Tết luôn. Sắp tới này Tăng sẽ đi về làm mấy cái clip bột đỏ nhiều hơn đó. Còn mít Thái miễn mà có cái tiến triển mới nữa thì Tăng sẽ quay clip lên cho bà con mình xem ha. Còn hiện tại tạm thời thì ngày nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020 thì Tăng cũng kính chúc ông bà cô chú và anh chị em tất cả đều được một năm mới tràn đầy hạnh phúc và dồi dào sức khỏe bà con. Rất tiếc là năm 2021 đã trải qua những biến cố bệnh dịch, tất cả mọi cô chú đều trồng mít nói chung và tất cả hàng nông sản nói riêng và tất cả các ngành nghề khác đều gặp nhiều khó khăn.
thì tân mong năm 2022 sắp tới nó sẽ được thuận lợi và làm tất cả mọi ngành nghề được suôn sẻ hai bà con đó. Thì thật sự với bà con á là mấy xe mít khoảng tăng mua không dài khoảng trong vòng 3-4 ngày nay thì tăng mua khoảng tầm khoảng trên 200 tấn. Thì tăng không biết có đi được xuất qua bên Trung Quốc hay không, nhưng mà tăng vẫn mua đó. Thì thật sự tăng không thể nào mua hết cho bà con từ đây tới cuối năm Tết âm lịch của mình, miễn mà tăng coi tình hình, miễn mà mua được nữa thì tăng sẽ mua nữa. Thì tạm thời tăng sẽ rác lại trong ngày hôm nay, đó là tăng sẽ đóng hai cái chuyến xe phục vụ. Còn những anh chị em sắp tới không biết có đi được hay không, cái đó tăng không biết, để mà để tăng sẽ có sắp tới tăng sẽ đi quay những clip những cái vụ trong ngành nghề của anh em của tăng làm ha, coi cái vụ nào còn làm thì tăng sẽ quay những chia sẻ cho bà con xem. Bà con gắng cố gắng đăng ký kênh của tăng và để có cái clip mới bà con mình xem để mà cập nhật ha bà con trong cái thị trường mít này nói chung và những cái mặt hàng khác nói riêng ha bà con. Thì giấc này thì cũng để đang cho cũng khuya rồi, nói chung là cũng mới bước qua ngày mùng hai thôi. Thì em còn hai xe này nữa, hai xe này ở An Giang và xong. Sáng ngày mai thì có thể là đang sẽ mua thêm vài tấn nữa hả, thì còn chắc cũng còn thiếu vài ba tấn nữa, nó vẫn vẫn là vẫn chạy ba xe hai bà con. Nói chung hôm nay thì tấn cũng là buồn, là buồn là cái vấn đề gì, buồn là tăng cũng không có mua được tới cuối năm cho bà con mình. Mỗi năm thì tăng mua tới lối 20 mấy, mà năm rồi tăng cũng mua tới 20 mấy mà năm nay thì tình hình bà con biết rồi đó, cửa khẩu thì bên phía bên Trung Quốc là cũng thông báo rồi, báo là đóng trước 14 ngày đó. Thì bởi vậy thì tăng mới tạm ngưng mua ngày mai, tại vì qua bển bây giờ là ra ngoại đậu là có khi tính 15-20 ngày chưa gì chưa được qua nữa bà con. Vừa rồi thì tăng cũng đi cảng, nhưng mà cảng thì tới ngày mùng 7 thì cảng cũng hết đi được rồi. Để qua năm thì tăng sẽ coi qua tình hình đây đi đường tàu như thế nào đó. Thì sắp tới thì tăng sẽ cố gắng, tăng cũng hứa bà con mình rồi tăng cố gắng để mà tìm đầu ra cái vấn đề là cái mít này cho bà con mình đó. Sắp tới qua những năm tới thì tăng cũng mong là cái thị trường sắp tới này bệnh dịch nó qua đi thì cái công việc làm ăn của tăng cũng thuận lợi và bà con trồng cây mít này và những cái làm trồng cây khác thì nó sẽ được thuận lợi hơn. Thì 2 năm đã trải qua cái mùa Covid đó, bà con cũng biết rồi, thì thật sự là cái năm 2021 này quá trời là khó khăn bà con đó. Kể cả tăng đóng hàng này cũng vậy, tăng buôn bán cũng vậy,
và bà con mình cũng vậy, trồng không phải là cái vấn đề là mít này không, mà những cái khác nữa, thanh long hay là tất cả các cái nông sản khác đều bán không được. Đó. Nói chung thì thôi thì bà con mình cố gắng nha bà con, cố gắng để mà vượt qua nó. Thì ta nghĩ có ngày thì nó sẽ qua năm thì nó tốt hơn là sao. Đó. Thì ta cũng có đôi lời chia sẻ với bà con trên cái clip này và quay lại ở tại xưởng của Tăng. Mỗi năm thì Tăng làm được thì thưởng cho mấy anh em cũng được khá. Năm nay thật sự với bà con nó là Tăng cũng làm không có hiệu quả bà con. Nói chung năm nay Tăng cũng lỗ rất là nhiều. Đó. Đâm ra là mấy anh em cũng làm cũng không được nhiều. Gần Tết rồi, sắp gần Tết nữa rồi, thêm mà nghỉ sớm nữa, năm nay nghỉ sớm nữa mà con. Nó thì do vậy thì Tăng cũng rất là buồn, nhưng mà thôi thì Tăng cũng mong là mấy anh em cũng cố gắng và tất cả các bà cô chú và anh chị em cũng một năm rất là khó khăn, cũng cố gắng để vượt qua ha bà con. Bây giờ con không biết nói gì hơn, thì con cũng mong là một ngày nào sắp tới thì nói chung là nó sẽ cái ngành mít và bà con trồng mít thì nó sẽ sáng sổ và tốt hơn cho bà con. Nói chung thì năm nay thì thật sự bà con thì nói chung là đang đóng chưa bao giờ mà hồi đó tới giờ đang làm mất bao nhiêu năm nay chưa bao giờ nó rơi vào cái tình trạng như vậy, cũng rất là buồn chứ không phải là riêng bà con không đâu. Cũng mong bà con cũng thông cảm cho Tăng và tất cả mấy anh em làm người mít chứ không phải riêng về ai hết. Thì thôi thì Tăng cũng chia sẻ với bà con mình vậy để cho bà con mình nắm bắt sắp tới. Đó. Thì tạm thời thì sắp tới thì ví dụ như có cái gì mới mẻ thì Tăng sẽ quay lên cho bà con mình xem, cho bà con mình nắm được cái thông tin. Đó. Thì cái thông tin nào mà chính xác nhất á, ví dụ trong cái lĩnh vực này thì Tăng mới chia sẻ lên cho bà con mình, chứ con Tăng không có chia sẻ cái nào mà. Nói chung là Tăng biết rõ thì Tăng mới chia sẻ cho bà con, chứ không phải là lúc nào để Tăng qua nói lên những cái chuyện không đúng. Thịt ba xịt cái gầy cho nó á, quá trời nè. Nói chung thì năm nay bà con mình trồng thì giá nó rẻ, đâm ra bà con cũng không có chăm sóc nhiều, mít năm nay nó cũng xấu. Thì bà con cũng ta cũng thấu hiểu vấn đề đó, thì phân thuốc thì cũng mắc, giá thì nó không có giá, là bởi vậy đâm ra bà con cũng không có chăm sóc như mỗi khi mỗi năm. Cũng còn mong làm sao mà sắp tới giá nó được có giá thì bà con chăm sóc được nó tốt hơn,
xe này hết luôn không ông? Này thì xe này thì ở An Giang. Hậu Giang thì anh lấy xong rồi, nhưng mà anh thường lấy ở Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ, rồi ở Tiền Giang, Cái Lậy ở đây rồi. Nhưng mà cũng thu mua cũng rất là nhiều nơi. Mà cái mít thái này thì tạm thời thì đang cũng không có là thu mua tại vườn, thì cũng có thương lái cắt về tăng thôi, chứ còn tăng không có thể nào mà tăng về tới vườn tăng mua được cho bà con mình, trực tiếp bà con mình. Thì cái đó thì bà con tăng mong bà con cũng thông cảm cho tăng vấn đề đó, tại vì một mình tăng không muốn làm hết nổi. Năm qua thì cũng mỗi người một ba thôi bà con ơi. Nói chung mà công việc thì nói chung là không có ai làm hết nổi đâu. Năm qua thì mình chỉ cộng tác thôi. Nó giống như bây giờ tăng vấn đề, nhưng bà con cũng cộng tác với tăng thôi. Giờ mấy em đi cắt mất cũng cộng tác với tăng thôi. Chứ ngoài ra thì cũng không thể nào. Sắp tới cũng vậy nữa, sắp tới mà Văn ví dụ như làm cái vấn đề là cái mít ruột đỏ đó, mít ruột đỏ cũng vậy nữa, thì Văn cũng phải cộng tác với bên em đi cắt. Chứ còn dù Văn cũng không có trực tiếp đi về cắt với bà con được, Văn sẽ có đội ngũ cho mấy anh em vô cắt. Còn tại vì bây giờ ở đó thì Văn chịu khó đi cắt cho bà con mình đó, thì thôi thì Văn cũng xin phép clip này lại, mong bà con mình xem và nhớ đăng ký của kênh của Tăng nha, để nắm được những cái clip mới cập nhật hàng ngày. Trong ngày thường thường Tăng sẽ cố gắng để 2 ngày Tăng up một clip để cho bà con cập nhật được, ví dụ cái thông tin về mít. Có cái thông tin gì và có những cái gì hay thì Tăng sẽ quay lên cho bà con mình nắm bắt được, thông tin được. Những sắp tới thì có thể những mà Tăng tạm thời ngưng đóng mít này thì Tăng sẽ quay những đi cắt mít ruột đỏ, rồi tình hình mít thái Tăng cũng có cập nhật lên đó. Thì mong bà con mình hãy đăng ký, đừng bỏ để bỏ lỡ cái những clip và những cái clip Tăng chia sẻ lên đó bà con. Thôi thì Tăng xin phép cái clip này lại đây nha. Chào tạm biệt bà con và hẹn gặp lại bà con trong clip sau ha.